Hãy để sự tĩnh lặng hướng dẫn chúng ta. Thế giới ngày nay đang thay đổi và có nhiều biến động lớn về thiên nhiên, như cháy rừng Amazon, nạn cháy rừng ở Úc tiêu diệt hàng tỷ động vật, về thực phẩm nhiễm hóa chất, về thể chế chính trị, về những thành phần tư tưởng cực đoan tôn giáo, và về những dịch bệnh do chủng loại virus mới gây ra, như dịch virus corona chưa có vaccine ngừa. Những điều trên đây đang làm nỗi sợ hãi của chúng ta ngày thêm lớn dần. Chúng ta thật sự đang cần một hải đảo yêu thương, Loving Island, bình yên, an toàn. Chúng ta đang cần những lời khuyên, sự dẫn dắt thông tuệ để giúp ta và nhân loại vượt ra khỏi thời kỳ chuyển tiếp của tâm thức cộng đồng, của tất cả cư dân sống nơi địa cầu này, lên một tầm cao mới, tầm cao của sự bình an, yêu thương, thông tuệ. Nếu chúng ta càng bất an, lo lắng cho những gì đang diễn ra và nuôi dưỡng sự sợ hãi, hoang mang trong lòng, thì chắc rất khó để cho những sự dẫn dắt minh triết, thông tuệ hiển lộ đến ta và thế giới này. Sự minh triết và thông tuệ đang có mặt trong mỗi người chúng ta và được ẩn giấu dưới cội nguồn tĩnh lặng. Mỗi ngày, ta hãy tập trở về với sự tĩnh lặng bên trong. Ta lắng nghe sự tĩnh lặng và giữ lòng mình an yên. Ta đi sâu vào trong sự tĩnh lặng, nơi đang ẩn giấu chìa khóa để giải quyết hết thảy tất cả mọi vấn đề của cá nhân cũng như của hành tinh này. Rồi chính trong sự tĩnh lặng trọn vẹn này, ta lại bắt đầu nhận ra được sứ mệnh mới của mình. Ta lắng nghe được những tiếng nói sâu thẳm bên trong. Ta nhận ra được tấm bản đồ của sinh mệnh chính mình, của hành tinh này. Ta có thể nói đây chính là sự mặc khải thiêng liêng của đấng toàn năng đã chuyển thông điệp đến cho ta, đã giao cho ta một sứ mệnh. Hay ta cũng có thể nói đây chính là tiếng nói, sự dẫn dắt từ cội nguồn tĩnh lặng thuần khiết bên trong chúng ta đang dẫn dắt cho ta. Hãy đi vào sự tĩnh lặng mỗi ngày và hãy để cho sự tĩnh lặng này hướng dẫn chúng ta.